Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe Merida Duke 550, một dòng xe đạp địa hình được sử dụng full một bộ group Shimano DOG với 10 tầng lip, 3 tầng đĩa, cho xe có 30 tốc độ khác nhau cùng cả khung nhôm. Toàn bộ phần khung trên các bác có thể nhìn thấy trên hình toàn bộ là nhôm. Thương hiệu Merida, thương hiệu đã cực kỳ là nổi tiếng trên toàn thế giới rồi. Truyền cho ra đời những chiếc xe đạp cực kỳ là chất lượng, thương hiệu của Đài Loan và một thương hiệu cạnh tranh trực tiếp với thương hiệu Gian. Đấy, vẫn còn nguyên tem mác này, tem đăng kiểm rồi series của bên Đài Loan. Sử dụng full hết một bộ group Shimano DOG từ bộ đề chuyển động sau, đĩa trước, đùi đĩa trục đựng, trục rỗng, rồi con heo dầu trước sau và trên ghi đông, tay bấm xả rồi phanh dầu. Đấy, full hết một set group Shimano DOG, cấu hình rất là ngon rồi. Trong cái tầm giá đang bán thì còn là 8.900.000, thì đây là một cái lựa chọn rất là hợp lý với cái cấu hình như thế này. Ghi đông là được sử dụng trên chiếc xe là của FSA. Đấy, một cái loại phụ tùng xe đạp rất là cao cấp và nổi tiếng của Mỹ đấy. Bộ cấu hình rất là ngon, dây full hết. Đây là càng sử dụng bộ càng đơ, càng nhôm 7005. Máy trước sau là bi vòng, máy trước bi vòng, bánh là 26 inch, bánh 26 inch, chạy bi vòng. Đây, đằng sau cũng là bi vòng và có cối lổ các bác nhé, có cối lổ. Chúng ta sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Chiếc xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 44 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 55 cm. Thì xe của các bác đi từ khoảng 1m60 364 đến 7374 đi là phù hợp. Bộ chuyển động full Shimano DOG với 10 tầng lip và 3 tầng đĩa, và chiếc xe có 30 tốc độ khác nhau. Mayer bi vòng cuối lổ, bánh 26 inch. Thì chiếc xe này bán với em mức giá là 8.900.000 bao ship toàn quốc, cho tất cả các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác cần đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả ấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đã đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.